Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Gì Hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Khánh Linh xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Gì Hot. Xin thưa đến quý vị, video sau đây Khánh Linh xin mời quý vị hãy cùng theo dõi đến hết video vì đây là một cái lời cảnh báo mà Khánh Linh nghĩ rất là quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, vì cộng đồng Việt Nam của chúng ta hầu như là làm ngành nghề nail đúng không thưa quý vị? Khánh Linh chắc chắn một điều là quý vị sẽ biết ai đó làm nail hoặc là gia đình quý vị có người làm nail. Và đây là một điều sẽ ảnh hưởng đến công việc làm nail, cái ngành nghề nail của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Xin mời quý vị cùng theo dõi cái câu chuyện này. Câu chuyện này Khánh Linh không thể nào mà gửi cái video cho quý vị coi, mà Khánh Linh có để cái link ở trong phần description nếu quý vị muốn hiểu thêm bằng tiếng Anh quý vị nhé. Cái câu chuyện này xảy ra tại tiểu bang Texas cách đây 3 ngày thôi quý vị. Và cái chuyện này rất là động trời. Tại sao nó trở thành động trời? Là tại vì đụng trúng ổ kiến lửa thưa quý vị. Hồi đó giờ ngành nghề nail của chúng ta có những cái sơ sót như vậy. Những người làm nail, những chủ làm nail có những cái sơ sót không thể control được. Thì ngày hôm nay đụng phải ổ kiến lửa, cho nên cái sự việc này nó ảnh hưởng rất là nhiều. Có thể là ảnh hưởng nguyên cả ngành nail của nước Mỹ luôn, nếu mà là người Việt Nam làm chủ hay là thợ nail là người Việt Nam đó quý vị. Thì câu chuyện này của một cô người Mỹ da màu, cô dẫn đứa con 14 tuổi của cô vào một tiệm nail ở tiểu bang Texas. Khánh Linh sẽ không nói tên tiệm nail ra đâu quý vị, vì cái sự việc này nó chưa có được ngã ngũ. Nhưng đây là một cái vấn đề mà cần phải nêu lên. Thì khi mà vào cái tiệm nail này làm, thì cái người thợ nail làm nail cho con gái của cô ta và một người thợ nail khác làm nail cho cô ta. Thì theo Khánh Linh coi cái video clip đó, thì cái người thợ nail này khen con gái của cô ta đẹp quá, rồi hỏi con gái cô ta bao nhiêu tuổi. Và đứa con gái này 14 tuổi, nhưng mà nó feel khó chịu khi mà người ta hỏi tuổi tác của nó. Thì người Mỹ mà, người ta rất là khó chịu khi mình hỏi tuổi của người ta, trừ khi nào mà mình vào tiệm ha, người ta cho mình viết tên tuổi ra để đăng ký này nọ thì mình biết cái tuổi của người ta như vậy, chứ ít khi nào mà hỏi trực tiếp bao nhiêu tuổi. Chỉ khi nào mà con nít thì nhỏ nhỏ thôi thì mới hỏi, còn ở đây con bé này nó là tôi teenager rồi thì hỏi nó thì nó ngại quá, nó không muốn nói tuổi 14, nó nói đại 12 tuổi. Rồi sau đó khi mà đang làm nail cho con bé này thì cái người thợ nail đó lại FaceTime cái gì đó trên cái phone của họ với một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông có tuổi là trưởng thành, người lớn rồi. Rồi còn khen con bé này đẹp này nọ, rồi còn quay phim hình con bé này cho cái người đàn ông trong FaceTime đó coi. Thì con bé này nó feel rất là khó chịu. Nó nói với mẹ nó, không, bây giờ con muốn ra ngoài xe con ngồi, con không có muốn làm nail nữa. Thì người mẹ mới nghĩ là ồ, bé này bị gì thì cứ hỏi nó. Nó nói, are you sure là con có chắc là con muốn đi ra ngoài xe ngồi hay không? Thì con bé nói, con muốn đi ra ngoài xe ngồi. Và con bé ra ngoài xe ngồi. Và người mẹ cũng đang wonder không biết tại sao. Thì con bé này nó ra ngoài xe nó ngồi thì nó mới nói chuyện với lại chị của nó gọi điện thoại, chắc nói chuyện với chị của nó. Nó nói kể sự việc cho chị của nó nghe và chị của nó lập tức gọi điện thoại cho mẹ của nó đang làm nail bên trong đây. Và kể sự tình là như vậy đó, khen nó đẹp rồi, giống như FaceTime rồi cho người đàn ông nó thấy mặt nó này nọ vậy đó. Thì cho nên nó feel uncomfortable. Người mẹ này mới cảm thấy rất là bực tức ha, rất là bực tức. Thì người ta, bà định ra ngoài xe để mà nói chuyện với con của bà, cũng như là làm sáng tỏ cái sự việc này với cái chủ tiệm nail hay là tiệm nail này như thế nào đó. Thì không biết phải là người chủ hay là người thợ hay là lại chụp hình của bà ta. Lại chụp hình của bà ta. Và bà ta rất là bực tức. Và khi trong cái video này quý vị sẽ thấy là bà ta đứng trước cửa tiệm và bà người ta gọi điện thoại cũng như là livestream, lại gọi điện thoại cảnh sát ha, rồi vừa livestream để báo cho cái tất cả mọi người. Thưa quý vị, và bà này là một người influencer, là một người có rất là nhiều tác động đến cộng đồng. Tại sao? Tại vì bà ta là chủ CEO của một trung tâm radio gọi là We Talk Radio gì đó ở Texas đó quý vị.
Đó là cho nên khi mà bà livestream trong vòng 3 ngày thôi mà gần tới 500 nửa triệu người đã view cái video của bà ta rồi. Và bà ta nói là bà ta sẽ file một cái complaint. Khi mà gọi cảnh sát đến thì cảnh sát cũng muốn biết cái sự việc nó như thế nào. Quý vị biết không? Nhưng mà bà ta lại nói cái chỗ này là nơi mà buôn bán người. Tại bà nói ở Texas hiện tại có rất là nhiều trẻ em đang bị mất tích. Và bà thấy những cái hành động như vậy, bà cần phải lên án, bà cần phải báo cho cộng đồng ở tiểu bang Texas coi, để mà biết cái tiệm này, để mà bài trừ cái tiệm này. Thấy chưa quý vị? Chỉ những cái hành động nhỏ thôi, thì lúc đó cái người manager là người Việt Nam của cái tiệm đó ra xin lỗi bà, xin lỗi, cũng như nói chuyện với cảnh sát là giải thích là cô ta không có biết, tại cô ta lúc đó đang làm trong một cái phòng khác, cho nên cô ta không biết ở ngoài đây nhân viên họ làm như vậy. Thưa quý vị, thì sau khi cảnh sát tới thì cảnh sát cũng có thể hiểu được cái câu chuyện, có thể một cái sự hiểu lầm thôi. Thì người cảnh sát mới try to xoa dịu cái vấn đề, nói với cái bà người Mỹ này là cái người manager này cũng đã nói với tôi về sự việc là cô ta không biết chuyện gì xảy ra hết. Cô ta đang ở trong một cái phòng khác và ở ngoài đây nhân viên họ làm, thì cô ta không biết gì hết và cô ta cũng đã ra xin lỗi rồi. Cái đó là quyền của bà có muốn file cái complaint hay không? Đây là cái thông tin. Thì bà có thể file cái complaint. Nhưng mà ông cũng cảnh sát thì cũng cố gắng giải thích cho bà này, nói là cái tiệm này họ chụp hình bà chứ không phải là chụp hình con gái của bà, cho nên bà đừng quá lo lắng về cái điều đó. Tại vì cái người bà Mỹ này thì bà đang lo lắng là người ta chụp hình con của bà rồi người ta sẽ bắt cóc con bà để buôn bán trẻ em đó quý vị. Cái nạn buôn bán trẻ em hiện tại ở Mỹ đang rất là nhức nhối nha quý vị nhá. Cho nên người ta rất là cái sợ cái vấn đề này. Và đặc biệt bà này làm bên truyền thông nữa. Làm bên truyền thông nữa, đụng ổ kiến lửa rồi quý vị. Và khi mà nói file cái complain chắc chắn bà sẽ làm, chứ không phải giỡn rồi năn nỉ xin. Khá Linh nghĩ là bà sẽ không có bỏ qua đâu quý vị. Và đặc biệt là người ta nắm kẻ có tóc chứ ai đi nắm kẻ trọc đầu, đúng không quý vị? Thì bây giờ đây là cái ý kiến cá nhân của Khánh Linh nhé. Và Khánh Linh xin chia sẻ đến quý vị. Thì trong trường hợp này Khánh Linh nghĩ đây là một sự hiểu lầm. Tại vì đó là về cái gọi là cái barrier, về cái culture, cái rào cản về cái văn hóa. Như quý vị biết rồi, văn hóa Việt Nam với văn hóa Mỹ nó khác nhau hoàn toàn quý vị ạ. Giống như người Mỹ, Việt Nam mình gặp ê như tuổi, ủa con mày như tuổi. Không, thường là hay hỏi những cái đó, hay là anh như tuổi rồi, anh tuổi con gì, hỏi kỹ lắm. Nhưng mà người Mỹ người ta rất ngại cái vấn đề này, đặc biệt là hỏi tuổi của phụ nữ, con gái này nọ, người ta rất là ngại cái vấn đề này. Khánh Linh hướng dẫn cho tất cả những người học viên học lớp ESL của Khánh Linh cũng vậy, Khánh Linh cũng có nói đừng có bao giờ hỏi tuổi người phụ nữ hết, cái điều đó làm người ta cảm thấy rất là bị offend. Đó, người ta cảm thấy không comfortable đó. Thì đó là một cái điều mà mình không nên rồi ha. Rồi bên cạnh đó nữa, cái văn hóa Việt Nam mình á, thì giống như thấy con bé đẹp quá, quay phim coi coi nè, nè cho tao cho mày coi nè, tới đi coi nè, con bé này đẹp quá trời nè. Đó, hay là nhiều khi có nhiều người làm nail cứ hay gọi điện thoại cho chồng, cho vợ, ơi con học bài chưa, ủa anh đi làm về chưa, nhớ đi chợ cho em nha, này nọ, ủa hôm nay em làm con khách này nè anh thấy không. Bắt đầu ngồi nói xấu hay là khen, ồ nhỏ này đẹp quá hậu nè anh ơi, đẹp quá nè, hay là ồ anh ơi mày làm nhỏ này hả nó khó chịu gần chết luôn, nào quay cho coi. Kiểu người Việt Nam mình là hay vậy đó quý vị. Mà quý vị đâu có biết được cái đó là cái rất là privacy, cái đó rất là cá nhân quý vị nhé. Tại sao mà cô này cổ lại phản ứng mạnh mẽ khi mà cô bị chụp hình? Thưa quý vị, nếu thì cái người cảnh sát này cũng có hỏi, ủa hồi đó giờ tiệm của mấy người có bao giờ chụp hình khách hàng không? Nếu mà cái đó là một cái chuyện mà thường ngày mà mình làm như vậy với những khách hàng thì không sao. Tự nhiên bây giờ chụp cổ, mà đâu phải là cái người này là người ta trốn ra không trả tiền hay không hay sao đâu, đúng không thưa quý vị? Thì có thể người Việt Nam mình nghĩ là ồ nhỏ con đi ra ngoài xe rồi giờ tới bà này bà cũng đi nữa vào làm gây chuyện lên để không trả tiền, thì mình cứ nghĩ vậy thì mình cứ chụp hình người ta. Nhưng người ta cũng có thể lấy cái lý do đó để mà thưa kiện lại mình, đó là quyền cá nhân của người ta đó quý vị. Cho nên đó là lý do tại sao mà những cái business, khi người ta làm business, người ta đều có những cái người luật sư tư vấn cho người ta. Giống như là khi khách hàng vào
vào thì chúng ta cần phải có điền tên tuổi, địa chỉ. Rồi nếu mà trong những trường hợp mà cần chụp hình để làm cái profile cho khách hàng này nọ đó, thì thường người ta theo cái business, cái logic thì thường người ta làm như vậy để bảo vệ cái business người ta nữa. Nhưng người Việt Nam mình thì Khánh Linh thấy là rất là thiếu nhiều. Khi mà làm nail là chủ tiệm nail không bao giờ training thợ những cái việc đó. Thích nói thì nói, nhiều khi nói tiếng Việt luôn trước mặt khách như vậy đó, làm ảnh hưởng đến business rất nhiều. Bên cạnh đó thì cái nạn kỳ thị đó quý vị, KT đó đang xảy ra rất là nhiều. Mình không thể biết được trước là chuyện gì sẽ xảy ra đối với business mình đâu quý vị ơi. Và còn một điều này Khánh Linh thấy rất là nhiều luôn. Người Việt Nam mình thấy các em bé nhỏ, nít Mỹ, nó dễ thương lắm đó quý vị. Hay tới nhéo một cái, ôi bé dễ thương quá, rờ một cái, đó, nó vậy đó. Nhưng mà quý vị biết không, không có được làm vậy nha quý vị nha. Nhiều khi người ta có thể thương mình là cái tội xâm hại trẻ em luôn đó. Đó, cho nên có nhiều cái mà người Việt Nam mình tưởng là ở bình thường đúng không? Ở Việt Nam bình thường quý vị, hay là người Việt Nam thì ok, không đến nổi. Nhưng cái này là một người dân tộc khác, khác với mình, văn hóa khác nhau, chúng ta không nên làm như vậy quý vị nhé. Khánh Linh đã gửi cái video này, cái livestream của cái bà này đến cho một người thẩm phán Việt Nam ở thành phố của Khánh Linh đang ở. Thì thẩm phán Y Tình Phạm là thẩm phán của quận Gwinnett, quận Clayton và nhiều thành phố lắm quý vị ạ. Và anh cũng là một luật sư ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta luôn. Và vợ của anh cũng vậy, cũng là luật sư Jenny Nguyễn, cũng là thẩm phán của quận Gwinnett luôn. Thì Khánh Linh gửi cái video này đến với anh là mong anh có thể giúp cộng đồng có một cái video để giải thích về vấn đề này. Những cái legal consequences là những cái hình phạt về pháp lý như thế nào nếu trong trường hợp này bà này bà thưa cái tiệm nail này thì sẽ như thế nào, hay là thưa cái người nhân viên ở trong tiệm nail này như thế nào. Khánh Linh thấy là nhiều cái tiệm nail violate phạm cái luật lao động rất là nhiều. Giống như nhiều chị chủ tiệm nail hay là nhiều thợ nail có con mới 14-15 tuổi và tiệm nail đông quá cũng kêu con ra làm luôn. Mà con mình dưới cái tuổi không đủ tuổi để là đủ tuổi lao động mà cũng làm như vậy. Nếu mà cái người khách đó mà thấy hay là mà biết mà hiểu được, con nít nó ngây thơ mà quý vị, nó nhiều khi nó nói thiệt lắm, mà gặp nít Mỹ nữa đúng không, sinh đẻ ở Mỹ nó ngây thơ lắm, nói cho cái người khách đó nghe rồi sao. Khánh Linh có biết hồi xưa Khánh Linh đi làm nail part time lúc Khánh Linh còn đi học á, thì có con bé này nó 15 tuổi thôi, nó ra làm tiệm nail, nó giúp ai đó gì, nó cô nó chú nó hay gì đó, nó ra ngoài nó làm. Thì năm này qua năm kia, cái người khách đó vào cũng hỏi năm nay mày bao nhiêu tuổi, nó cứ nói nó 16 hoài. 15 nó cũng nói 16, mà 16 nó cũng nói 16, 17 nó cũng nói 16 luôn quý vị. Thì cái người đó người ta wonder, ủa tại sao nhỏ này nó có năm nào nó cũng 16 tuổi hết vậy. Thực sự là nói chung là hơi đau lòng chút quý vị ha, tại vì không biết cơm áo gạo tiền nên cuộc sống nó đẩy đưa như vậy thì chúng ta bắt con em chúng ta làm như vậy. Nhưng mà Khánh Linh có một chia sẻ mà Khánh Linh rất là buồn, mà Khánh Linh hy vọng là cộng đồng Việt Nam chúng ta hiểu được một điều. Ngày hôm nay Khánh Linh chia sẻ video này đến cho thẩm phán Y Tình Phạm, hy vọng rằng anh có thể hướng dẫn thêm, educate cộng đồng người Việt chúng ta nhiều hơn về luật pháp ở Mỹ, để chúng ta không có bị mang tiếng ha, để không có ảnh hưởng đến những business, cái business gọi là chủ chốt với cộng đồng người Việt Nam đó là làm nail. Và Khánh Linh có một người học sinh, thì cái người này là học sinh của Khánh Linh, và mẹ của bé này rất là muốn đầu tư học vấn cho con của chị. Mà cái người chị dâu là chủ tiệm nail mà chị này đang theo làm thì nói mày cho con mày học làm cái gì, không được thì mốt đi làm nail. Ồ nếu mà cái trường hợp cứ ai làm nail vậy, cứ chẳng lẽ cộng đồng chúng ta chỉ là tất cả 2-3 triệu người sống trên nước Mỹ này đều làm nail hay sao? Sẽ không bao giờ có một luật sư, sẽ không bao giờ có một người đi vào dòng chính, sẽ không bao giờ có một bác sĩ. Tại sao mình cứ khen Ấn Độ, trời ơi, sao vô bệnh viện Ấn Độ toàn làm bác sĩ không giỏi quá ta? Tại sao không phải là người Việt Nam? Đúng không quý vị? Đó là lý do tại sao Khánh Linh chọn một cái ngành gọi là ngành giáo dục để Khánh Linh hướng dẫn. Từ người lớn Khánh Linh cũng muốn dạy tiếng Anh để quý vị biết tiếng Anh, quý vị biết luật pháp nhiều hơn, quý vị tự tin sống ở nước Mỹ hơn. Tại sao Khánh Linh lại chọn dạy các em thiếu nhi? Để Khánh Linh muốn mong rằng là lớp thế hệ sau này của cộng đồng người Việt Nam vẻ vang hơn trên đất Mỹ, sẽ có nhiều ngành nghề mà mọi người không nghĩ là
có thể làm, nhưng mà người Việt chúng ta làm được và càng làm tốt hơn nữa. Đâu quý vị ha, nếu ngày hôm nay không có những người thẩm phán hay những cái người luật sư là người Việt Nam thì ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho người Việt Nam chúng ta? Hy vọng rằng quý vị hãy chia sẻ video này thật nhiều để cộng đồng chúng ta biết cái vấn đề này, để mà tránh quý vị nhé, không có bị dính líu về những cái legal action sau này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.